nay mình sẽ quay cho các bạn xem xe con nông chở mì nha mọi người nha. Hôm nay đầu mùa nhổ mì nha mọi người. Đấy, xe này thường thường là mấy ngày trước mình quay cho các bạn xem là xe toàn là chừa lúa không à, chừa cà phê. Hôm nay tiếp tục quay cho các bạn xem chờ củ mì nha mọi người nha. Có thể nói là củ xanh đấy. Đây, giờ anh em mình đang chuẩn bị xếp rồi đi con đường sau nha mọi người. Đấy, chuẩn bị xuống dốc con đường dưới kia. Thì mình quay cho các bạn xem, giờ đang xếp này. Đấy, mời các bạn theo dõi video của mình nha. Nếu mà các bạn yêu thích video của mình thì cho xin một like, một đăng ký kênh nha. Chân cao, xếp ở chân kia này, đi hai câu thôi. Kéo đi sai, dê lại, dê lại. Sai à? Hơi ít nha mọi người, do làm ít á, chờ ít thôi. Hôm nay làm hai chiếc xe. Xe sau này